chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của em Bikang Kitchen. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn của Việt Nam, đó là món bánh đúc chén, hay còn gọi là món bánh đúc nóng. Bây giờ các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bột bánh cuốn. Tại vì ở trong bột bánh cuốn là có sẵn những cái loại bột cần thiết như là bột gạo nè, bột khoai tây nè, bột cà năng nè, rồi bột mì nữa. Đây là những cái loại bột cần thiết để làm món bánh đúc mà trong này đã có sẵn hết rồi, cho nên là mình sử dụng bột bánh cuốn cho nó tiện ha. Tiếp theo là những cái nguyên liệu làm nhân bánh. Thứ nhất là mình có thịt heo bằm, ở đây là khoảng 200g. Tiếp theo là mình có nấm, nấm mèo và nấm hương. Tiếp theo là mình có hành tím này là mình đã bào sẵn rồi ha. Tiếp theo là có tỏi bằm và hành tím bằm. Tiếp theo ở đây là mình chuẩn bị sẵn luôn cả phần hành lá rồi. Tiếp theo là mình có hành tây mình cũng đã sắt sẵn rồi ha. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng vào bếp pha bột với mình nha. Đầu tiên là mình đã đong bột ra một cái chén như thế này để pha theo tỷ lệ cho chính xác rồi ha. Bạn chuẩn bị sẵn một cái đồ đựng to như thế này, mình sử dụng cái nồi ha. Và mình bỏ vào đây ha. Tiếp theo là mình sẽ đong nước nha. Mình sẽ bỏ tầm 4 chén nước như thế này vào ha các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ bỏ luôn cái dầu ăn này vào, mình đã chuẩn bị sẵn một muỗng cà phê dầu ăn rồi ha. Bây giờ mình sẽ khuấy cái phần bột này lên. Và bây giờ chúng ta sẽ để cho bột nó nở ha, và mình sẽ đi chuẩn bị những cái phần nhân nha. Okay, bây giờ tiếp theo mình sẽ làm phần hành mỡ ăn chung với món này. Hành lúc nãy ha, mình sẽ cho thì canh dầu ăn vào đây và một ít bột ngọt. Bạn nào không ăn bột ngọt có thể không cho vào cũng không sao ha. Mình trộn lên. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào trong lò vi sóng và quay trong vòng 45 giây nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm để ăn với món này ha. Mình đã cho vào đây một thìa canh đường, một thìa canh nước mắm và hai thìa canh nước rồi. Mình sẽ bật bếp lên mình nấu. Các bạn khuấy cho tới khi đường nó tan nha. Bây giờ nước mắm của mình đã sôi rồi, mình sẽ tắt bếp và mình để cho nguội thật nguội ha. Bây giờ nước mắm của mình đã nguội rồi, mình sẽ vắt một ít chanh vào và cho thêm một ít ớt. Nước mắm thì mình không cho tỏi nha các bạn. Mình khuấy đều lên. Ta-da, nước mắm của mình đã hoàn thành rồi. Giờ mình đã chuẩn bị sẵn một chảo dầu nóng như thế này rồi, mình sẽ bỏ hành tím vào nha. Rồi bắt đầu mình phi cái hành tím vàng và giòn nha. Hành tím nó có màu như thế này rồi, mình tắt bếp rồi mình cho hành tím này ra dĩa ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái chảo lúc nãy, chừa lại một ít dầu như thế này. Mình sẽ tiếp tục cho hành tím vào, hành tím bằm lúc nãy á các bạn. Mình bật bếp lên, để lửa nhỏ nha. Giờ mình sẽ xào hành tím. Hành tím nó bắt đầu thơm thơm như thế này là các bạn cho tiếp cái phần tỏi vào luôn. Mình phi cho hai cái nguyên liệu này nó thơm nha. Bây giờ cả hành và tỏi của mình đã rất là thơm rồi, mình sẽ cho phần thịt bằm vào. Mình vừa nêm vào đây một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu. Giờ mình sẽ xào phần này lên ha, xào phần thịt lên.
mình bắt đầu cho luôn cái phần hành tây này vào. Các bạn để lửa vừa nha. Giờ mình sẽ tiếp tục cho luôn tất cả những phần nấm này vào. Mình bắt đầu mình xào nha. Thơm quá các bạn ơi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần nhân bánh rồi. Bây giờ mình sẽ làm qua phần bột nha. Ok, mình đã bắt cái nồi này lên bếp rồi. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên. Để lửa vừa nha các bạn. Mình sẽ khuấy đều tay. Khuấy thật là đều tay nha. Mình sẽ khuấy liên tục như thế này cho tới khi bột chín nha các bạn. Để cho bột nó khỏi bị đóng cục, nó khỏi bị vón ở dưới đáy á. Mình đã khuấy được 5 phút và bắt đầu mình thấy hơi nặng tay rồi á. Là bột nó bắt đầu nó đang chín rồi đó các bạn. Mình vẫn tiếp tục khuấy ha. Thì các bạn thấy không, bột nó bắt đầu nó chín rồi, nó như thế này đây. Mình sẽ vẫn tiếp tục khuấy nha. Bột của mình sắp chín rồi này các bạn ơi. Mình tiếp tục khuấy nha. Mình sẽ cho vào đây một nửa thìa canh dầu ăn ha. Mình tiếp tục khuấy. Bột của mình đã chín rồi đó các bạn ơi, nó trong như thế này nè. Trong như thế này tức là mình là bột đã chín rồi. Mà mình vớt lên mà thấy nó chảy xuống như thế này là bột đạt chuẩn, đạt yêu cầu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt bếp nha, tắt bếp nha. Mình đã múc bánh đúc ra chén như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nhân lên trên bánh ha. Cho thịt lên. Mình ở nhà mà mình cho topping nhiều cũng không sao ha. Cho một ít hành phi, một ít hành mỡ. Mình quên giới thiệu ngay từ đầu là mình đã chuẩn bị sẵn trứng cút và mình cho một ít trứng cút lên đây ha. Cho 3 miếng như thế này. Và mình sẽ rưới nước mắm lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong món của ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Hy vọng là với một bánh cuốn là các bạn sẽ không cần phải pha bột hay là mua bột quá nhiều. Trong đó có tất cả các loại bột cần thiết để làm món này rồi. Mình cũng không cần nước vô trong nữa. Và hy vọng là ở Nhật thì mình sẽ có những nguyên liệu như thế này để mình làm hoàn thành món này nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ subscribe và ấn like channel Wendy Ken nha. Bye bye.